Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cách chỉnh giờ trên chiếc xe Suzuki Ciat. Trước tiên mình xin giới thiệu về tổng thể về chiếc xe Suzuki Ciat. Suzuki Ciat là chiếc xe thuộc thương hiệu Suzuki Nhật Bản, được nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Nó thuộc phân khúc hạng B sedan, nhưng mà nó có kích thước cũng như là sự rộng rãi của một chiếc xe phân khúc hạng C. Chúng ta nhìn thấy dáng xe rất sang trọng và chiếc xe trang bị bộ mâm 16 inch lớn nhất trong phân khúc hạng B, bị hệ thống đèn pha projector hiện đại, xi nhan tích hợp trên gương, gương gập điện chỉnh điện, trang bị chìa khóa thông minh start-stop engine và màn hình cảm ứng cam lùi. Đây là chìa khóa của chiếc Ciat. Với cái chìa khóa thông minh này, khi chúng ta vào xe, chúng ta sẽ không cần phải bấm nút gì cả. Chúng ta chỉ cần đứng cầm chìa khóa đứng gần xe, thì đó chúng ta bấm cái nút trên tay nắm cửa, bấm một lần và nó mở cửa ra, rất đơn giản. Rồi, đây sẽ là phần nội thất của chiếc xe Ciat. Thiệu sơ qua về nội thất của chiếc xe này. Nội thất của Ciat sẽ được bọc da, da sờ rất mềm và thích tay, cảm giác rất cao cấp. Ghế ngồi rất ôm lưng, đảm bảo lưng và gối đi đường dài rất thoải mái. Nó sẽ trang bị bệ tì tay trung tâm, rất thuận tiện. Ciat sẽ được trang bị màn hình cảm ứng, có cam lùi, điều hòa tự động. Đây một hộp để đồ rất hay. Trong hộp đồ chúng ta sẽ có một cổng tẩu thuốc để sạc, một cổng USB, một cổng HDMI. Phía dưới sẽ là cái hộp số tự động của Ciat. Đây là sẽ là phanh tay. Trên vô lăng của Ciat sẽ được bọc da ba chấu, có chỉnh nhạc, chế độ rảnh tay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái mặt đồng hồ này. Chúng ta sẽ chỉnh giờ trên cái mặt đồng hồ này. Đồng hồ của Suzuki Ciat sẽ gồm có 4 đồng hồ analog ở hai bên, và ở giữa chúng ta sẽ là đồng hồ SPD hiển thị các thông tin nhiệt độ, giờ, công tơ mét. Chúng ta sẽ chỉnh giờ trên cái đồng hồ đó. Đầu tiên chúng ta sẽ mở máy lên. Trên mặt đồng hồ này sẽ gồm các hiển thị các thông số. Đầu tiên trên cùng đó sẽ là nhiệt độ 31 độ C. Phía dưới đó là số chúng ta đang vào, đang là số P, số dừng. Tiếp theo sẽ là Ranger. Rồi, chỉnh nó cái này sẽ có nhiều chức năng. Chúng ta sẽ bấm ở cái mặt đồng hồ này sẽ có hai lúm ở hai bên. Bên tay trái, tay phải đây, sẽ một lúm vừa bấm và vừa xoay. Bên tay trái cũng có một lúm. Rồi, đây là cái chúng ta đang ở dòng thứ 3. Bấm nhầm nút bên tay trái sẽ lách được qua các chức năng AVG các thứ. Phía dưới sẽ là công tơ mét, hiện tại đang 24 cây. Tôi sẽ quay gần lại cho rõ này. 24. Rồi cuối cùng sẽ là hiển thị giờ. Chúng ta sẽ chỉnh giờ cho chiếc xe này. Đầu tiên chỉnh giờ thì chúng ta sẽ dùng hai cái lúm ở hai bên tay trái tay phải này. Chúng ta phải bấm đồng thời vào hai lúm này. Bấm đồng thời vào hai lúm bên tay trái và tay phải. Khi chúng ta bấm đồng thời thì cái giờ 10:40 số 10 đang nhấp nháy đó. Để chỉnh giờ, ví dụ chúng ta chỉnh 11:55 chẳng hạn, khi chúng ta bấm số 10 nhấp nháy, chúng ta sẽ dùng cái lúm bên tay phải, chúng ta xoay người, chúng ta xoay một lần đến 11 đó, xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng. Đó là 11 giờ. Rồi tiếp theo chúng ta chỉnh 55 phút. Khi chỉnh giờ xong rồi, chúng ta bấm một lần ở nút bên tay phải. Khi ta bấm thì cái suốt phút sẽ nhấp nháy, 50 nhấp nháy, chúng ta sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng lên 5 lần. Cái nút bên phải này,
thì đó là chỉ 11:55. Giờ đúng rồi, chúng ta sẽ bấm thêm một lần nữa muốn bên phải. Thì nó giờ 1 phút 0 giây nữa, thế là chúng ta hoàn thành chỉnh giờ xong. Trên cái mặt đồng hồ của Siat rất đơn giản. Về chiếc xe này hiện tại đang có chương trình khuyến mãi giảm giá và tặng phụ kiện, cũng như các xe khác của Suzuki cũng vậy. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ với con số điện thoại ở trên và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.